Hello anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Quyền DZ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip review một cái ạc cực khủng anh em à. Một cái nick này cực khủng anh em ơi, của một bạn nữ ở trong cung đoàn mình nhá. Bạn nữ này là kỳ cựu ở cung đoàn của mình. Anh em thấy cái lợi hại ghê chứ à? Tôi nhìn cái lợi hại là tôi muốn rùng trứng luôn anh em à. Nhưng mà không được nha anh em, con cúc cú của tôi không cho rùng trứng được. Tại vì tôi có hai quả trứng làm sao mà rùng được. Tôi mà rùng một phát là con cúc cú nó dừng 3 ngày 3 đêm là nó biến tôi thành thằng trứng đứt bò luôn nha anh em. Bởi vậy tôi sợ lắm. Rồi ta đi vào ta sau ạc thôi anh em ơi. Wow, level 80 luôn anh em ơi. Số like kìa anh em, số like 19k, kinh thực. Mà tôi nhìn cái nít mà tôi muốn rồng tiếp luôn anh em ơi. Cúc cú nó muốn rồng tiếp rồi nhưng mà không cho phép được anh em à. Wow, cái quần què gì vậy? Vàng 1,5 triệu. Kinh vậy. Mà thanh niên này không mua đồ hay sao mà vàng 1,5 triệu ghê vậy trời. Đấy, số vô cực này anh em này. Bằng này là toàn mua full thẻ vô cực nha anh em. Đấy, thẻ vô cực là bằng mua full từ đầu mua 1 đến mua 42 luôn anh em à. Đấy, xem anh em xem qua tổng quan về nhìn này. Trời ơi, cái nhìn này anh em ơi, con gái đấy ư? Alo alo ga baby à, em là con gái hay BD mà em bằng kính vậy em? Anh nghĩ em BD đấy nha. Rồi trời ơi, cái nhìn ngang ngựa tôi luôn anh em à. Thôi tôi chắc bữa nay tôi gặp ga baby là tôi nẻ thôi anh em ơi, kính quá. Rồi chế độ rắn nào anh em? Chế độ rắn tim bụng thì dạo gần đây các bạn đó bận việc nên chơi rất ít. Tuy chơi rất ít nhưng mà KD của bạn là trên 4 chấm anh em nha, 4.2 nha anh em. Sát thương trung bình 1,5 và tim 2 là 3.5 và sát thương trung bình 1,3. Trời ơi, pro ở đây đó chứ đâu nữa anh em. Thấy chất cung đoàn của tôi chất lượng chưa anh em? Đây là kỳ cựu cung đoàn tôi nha. Anh em lơ ngơ là vợ mũ đấy nha. Rồi ta đi thăm kho đồ của bạn này có những gì anh em ơi. Ta vào kho đồ, anh em vào kho đồ là anh em chỉ có vực ngựa thôi. Tôi lướt 3 ngày 3 đêm nhưng mà vẫn chưa xong anh em à. Tôi lướt mà muốn gãy cái móng tay luôn anh em này. Anh em có cái thuốc gì để bôi vào cái móng tay để cho nó tay nó đỡ bị bóng gân không anh em? Chứ tay tôi nó bị bóng gân luôn rồi anh em ơi. Rồi ta đi thăm kho vũ khí thôi anh em ơi. Rồi kho vũ khí nâng cấp. Wow, bạn nữ này là cực kỳ giàu nha anh em. Nick này tôi nhắc lại nha, tôi xin nhắc lại nha. Nick này nạp 300 củ rồi anh em nha. Lớn rồi. Bốc phép ít thôi. Level 7 là 10 triệu. Và đây là khẩu Ska nha anh em. Khẩu Ska thì level 5 thôi anh em à. Nhưng mà level 5 là đủ 5 triệu rồi anh em ơi. Rồi tính sơ là 12 triệu rồi. Khẩu UMP thì bạn này level 4. Wow, ghê vậy. Trời ơi, level 4 mắc luôn anh em kia. Rồi. À khẩu này khẩu UMP này thì chưa có anh em nha. Rồi, khẩu này vẫn chưa luôn. Đây, khẩu AK rung xanh anh em ơi. Đây, những tổ biển ở đây. Đây, anh em thấy chưa? Level 7. 20 triệu nữa anh em à. Đấy là anh em tỉnh sơ là gần cả 100 triệu rồi đấy. Rồi ta đi qua về kho đồ súng bảo vật thôi anh em ơi. Súng bảo vật như thế nào? Rồi ta đi vào xem kho đồ bảo vật như thế nào thôi. Wow, mơ bộ một mà nhiều giấy trời ơi. Cả kho đồ của tôi chứ bằng cái khẩu mơ bộ một của bằng ga baby này nữa anh em à. Thực sự ạc này cực kỳ ngon anh em ơi. Rồi về khẩu AK thì có AK rồng xanh, AK rồng lửa và khẩu AK giặc gấu. Wow, nick này ghê anh em à. Không hổ danh là những người đam mê game Free Fire anh em nha. Về khẩu M14 thì bạn này tầm khoảng 200 cây thôi anh em. Nope. Nhưng mà bạn chơi thì tầm khoảng 2 cây thôi. M14 mà 200 cây anh em ơi. Kinh thực. Rồi, về khẩu Ska. Đây, anh em nhìn Ska đây. Anh em đọc số tài khoản để tôi bằng Bluetooth qua anh em nha. Anh em thích cái súng nào để tôi bằng Bluetooth qua để anh em lấy nha. Đây, Groya này anh em. Riêng khẩu Groya là bằng đấy 6-7 khẩu rồi. Kinh thực anh em à. Đây, Pharma X bằng này không bằng Pharma X nhưng mà vẫn sưu tâm rất là nhiều anh em kìa. Trời ơi, chắc tôi phải là hack nick bằng này luôn. Tôi để tôi kêu hacker hack nick bằng này luôn. Rồi, về khẩu XM8 thì bạn có khẩu XM8 chỉ tác và khẩu XM8 quái thú nha. Về M14, trời, khẩu M14 nè anh em. Bằng này sưu tâm rất là nhiều. Đấy, ạc này 2-3 trăm củ là đúng rồi anh em à. Đây, XM8, AUG anh em này, AUG. Đấy. Rồi, para và chim gò kiển thì bạn không có nha. SKS thì cũng nhiều đấy. Đây, SKS tia chớp vàng và SKS bảo đốm. Rồi, hai khẩu đấy chất đấy. Rồi, Dragon thì không có anh em nha. Chim gò kiển thì hai skin bằng đấy đều sở hữu hết luôn anh em à. Rồi, về súng máy thì wow, cái khẩu M249 anh em này. Kinh thật chứ. Rồi, khẩu M249 cũng khá là nhiều. À, đây, M60 anh em thấy khẩu M60 chất lượng chưa anh em? Có lẽ tôi nhờ hacker để tôi hack nick này thôi chứ nick ngon như thế này mà không hack thì làm sao mà làm YouTube anh em. Tôi phải hack để tôi mới làm YouTube được. Rồi về tiểu liên thì khẩu UMP giống tôi nha. Đây đó, khẩu UMP cũng khá là nhiều anh em à. Đấy đó, 10 cây, tầm 10 cây anh em ơi.
Rồi, tao về khẩu MP5 thôi anh em ơi. Đây, MP5 chỉ tặng anh em này. Trời ơi, thấy chưa? Anh em thấy nhìn cái nick là mê chưa anh em? Đấy, MP5 cũng khá là nhiều. Rồi, VSS. À, VSS thì cũng khá là nhiều luôn anh em à. Nhưng mà bằng chủ yếu là sử dụng hai tốc bắn thôi. Đây, MP40. Đây, cái khẩu MP40 anh em này. Khẩu này level 7 nha anh em. Khẩu này level 7 là tính không nhầm thì cũng 10 triệu đấy. Đây, khẩu bích vàng. Đấy, họ bạn không có khẩu giảng sinh. Nhưng mà hai khẩu đó thì đã trùng rồi anh em à. Rồi, P90 thì skin cũng khá là nhiều anh em. Đấy, bạn hầu như bạn có hết tất cả các loại súng luôn anh em à. Đấy, đây, Vector. Khẩu súng tôi đang thiếu đấy anh em ơi. Để hồi lạc nữa tôi bắn Bluetooth qua để tôi sử dụng cái khẩu súng này luôn anh em ơi. Đây, khẩu súng rất là ngon. Rồi, về shotgun. Shotgun thì bạn rất là nhiều. Đấy, anh em thích cái nào thì anh em comment vào bên dưới để tôi tặng nha anh em. Đấy, cái khẩu này là cái khẩu vàng rồng. Đấy, mắc 7 ngón nữa anh em kia. Wow, đây, M1887. À, bạn này chỉ sưu tầm 2 khẩu M1887 thôi anh em à. Những cái khẩu súng cần thiết thì bạn hãy dùng. Đây, bạn này sử dụng Adup nha. Bạn này là chuyên về Adup và K98. Nên anh em xem những cái khẩu ốp đẹp chưa anh em. Đấy, hầu như full này. M82B cũng có skin luôn anh em à. Về súng lục thì lướt quá thôi anh em. Súng lục thì cũng có khá nhiều đấy. Đấy, nhiều cái khẩu súng đẹp chưa anh em nè. Rồi, đó, anh em thấy mê chưa? Cái nick này nạp 200 củ, 2 đến 300 củ ở đây anh em à. Thực sự đấy, bạn này đam mê ghê đấy. Đây, UMP cũng skin luôn anh em. Đấy, cực kỳ ngon anh em à. Rồi, chào. Anh em thấy thích cái chào nào để tôi cho một cái chào về đồ ấp lá ăn bữa sáng anh em ơi. Đấy, chào nào bằng này cũng có hết. Rồi, lưỡi dao, về cái dao bầu. Đấy, anh em thấy cái dao chưa? Bằng này khó đồ cực kỳ. Tôi lướt 3 ngày mà gãy tay luôn anh em á. Tôi vừa mới đi bệnh viện đi đăng buộc tay về đây anh em à. Tôi làm clip này xong là cái tay của tôi bị gãy luôn anh em. Lướt nhiều quá mọi tay nên gãy luôn anh em ơi. Giang hồ mòm lại lên mạng, nói nhiều không hay đâu bạn ơi. Nói ít thôi. Cái bộ đồ này anh em ơi. Đó, quá xịn xò luôn anh em. Đây, lưỡi hai. Bằng này là sưu tập những cái đồ xịn thôi anh em à. Đồ nào ngon là bằng xúc luôn. Bằng này là Hogger nha anh em. Hogger hoa quả sơn. nhầm, Hogger sai thanh nha anh em. Đấy, đó. Wow, nick ngon thật. Rồi, ta đi qua bên nọ mà vẫn có skin anh em kìa. Rồi, phòng lưu thì cũng như này thôi. À, Gatingun mà vẫn có skin anh em kìa. Ok, rồi ta qua kho đồ thôi anh em ơi. Trời ơi, kho đồ còn nhiều gấp 3 lần cái kho sống anh em à. Kho đồ của bạn này rất là kinh. Anh em xem phần đầu này. Riêng cái phần đầu tôi lượt 5 ngày chưa xong. Trời ơi, xem này. Trời ơi, đồ này. Bạn này chuyên về ạc nữ nha anh em. Nhưng mà đồ nam vẫn xin nha. Đồ nam vẫn nhiều đấy. Đồ nữ đã nhiều rồi nhưng mà đồ nam vẫn nhiều. Đồ nữ 10 thì đồ nam cũng 7 anh em à. Nhiều lắm. Đó, anh em xem này. Phần đầu này. Đẹp chưa? Đó, đầu này. Đầu xạ thủ ramen này. Tóc lọ lớp này. Tóc chỉ đài này. Quế phóng xa này. Rồi đầu trap piro này. Tóc hao quán tím này. Trời ơi, cực kỳ nhiều anh em à. Kho đồ quá xịn xò luôn anh em ơi. Đúng là những chơi đầu mùa thật anh em à. ID 8 số nhá. Bạn này là hồi xưa là người yêu cũ của Đắc nha anh em. Bạn này là người yêu cũ của BTS Đắc ấy. Đây, đó anh em thấy chưa? Đồ quá là nhiều. Tôi lượt đồ của bạn này mà tôi chóng mặt luôn anh em ơi. Anh em ơi, tôi chóng mặt quá. Rồi, ta lượt nhanh rồi để ta đi xuống phần mặt thôi. Chứ clip mười mấy phút mà lượt như thế này, tôi lượt 3 ngày mà tôi gói gọn trong 15 phút là anh em hiểu rồi chứ nữa. Đấy, phần mặt này anh em này. Trời ơi, cái mặt này. Mặt mà nhiều như thế này thì làm sao mà hèn. À, bạn này là chơi phim lực mặt hả? Bạn này là nhiều mặt. Những người nhiều mặt là những người thường rất là dễ thương nha anh em. Tại vì cái mặt nào người ta cũng có hết à. Cái mặt nào xấu thì người ta vứt, còn cái mặt nào đẹp là người ta bỏ vô. Bởi vậy là rất là dễ thương anh em à. Đây, cái mũ này này. Trời ơi, đấy. Anh em xem cái kho đồ như thế nào. Rồi anh em cứ tự cảm nhận thôi, chứ tôi nói làm gì nữa. Nick này sơ là 300 triệu thôi anh em à. Đấy, đó. Riêng cái phần mặt vậy là cái phần đầu là tôi lượt 15 phút rồi anh em này. Đây, rồi tôi chuyển qua cái phần đầu nhá. Đây, phần đầu thì cũng phần đầu vẫn còn nhiều anh em à. Rồi, ta chuyển qua phần trang phục thôi. Đây, trang phục này thì quá là nhiều rồi anh em à. Con gái mà anh em, con gái thì đồ rất là nhiều anh em à. Nó mua về nó mang 1-2 ngày thôi là nó vứt à.
Bởi vậy anh em nhìn cái kho đồ kia, anh em nhìn kho đồ mà anh em thấy mắc mệt chứ. Tôi là tôi xoang luôn rồi. Tôi làm clip này xong là lần sau tôi không dám mượn nick nữa luôn anh em à. Tôi giật, tôi sợ luôn rồi. Tôi không dám mượn nick của bạn này nữa. Lượt xong mà tôi gãy cái tay thì làm sao mà làm clip nữa anh em. Anh em nào có nick ngon nào, nick nào VIP thì anh em hãy liên hệ tôi để tôi review như thế này nha anh em. Đấy, anh em xem đi. Đồ này, nè, anh em xem này. Quá là cân luôn anh em à. Quá nhiều luôn anh em ơi. Rồi, ta đi xuống. À, bộ đồ áo tắm à. What? Cái gì đây anh em? Đồ, bộ đồ gì vậy? Boxer anh em. Trời ơi, nhìn tôi nhìn mà tôi chạy nực dài luôn anh em này. Trời ơi. Đây nữa nè anh em. Trời ơi. À, tôi nhìn mà này giờ mà tôi áp lực luôn. À, đấy nữa. Ngon. Anh em thấy lắm, anh em chạy nực dài với anh em. Những anh em nào chạy nực dài rồi thì đi lấy cái khăn lau đấy nha. Đấy. Rồi, ta chuyển sang phân quần thôi anh em ơi. Wow. Những bộ đồ này tôi thực sự nhiều lúc tôi chưa thấy luôn anh em à. Tại vì tôi chuyên ặc nam, bạn này là thì chuyên ặc nữ. Nên tôi có nhiều cái quần mà tôi không thấy luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Nhiều chưa? Đấy. Đồ rất là nhiều anh em ơi. À đâu, cái gì vậy anh em? Trời ơi, ăn mặc cái kiểu gì vậy? Trời ơi, tôi rung rồi anh em ơi. Trời ơi, tôi vừa quay video mà tôi vừa tay vừa rung anh em này. Trời ơi, toàn đồ gì mà đồ quay như thế này thì làm sao mà quay được video anh em. Tôi nhìn những bộ đồ như vậy mà tôi chạy nước dài luôn anh em à. Anh em đừng có nói to nha, nói nhỏ nhỏ thôi, tôi chạy nước dài này giờ rồi. Wow. À đây, được. Trời ơi, anh em nha, anh em nhìn kỹ, đừng có nhìn kỹ nha, đừng nhìn lâu nha. Nhìn lâu là chết đấy. Này, trời ơi. Toàn bạn này toàn mang bikini không anh em à. Như này thì làm sao mà tôi quay cho nổi anh em ơi. Rồi, ta về phần giày. Giày thì ta lược nhắn quá thôi nha anh em. Đây, giày thì ta lược nhắn quá thôi. Đấy, cực kỳ nhiều anh em à. Rồi ta qua về bộ đồ nha. Bộ đồ này anh em. Bộ gì bạn cũng có hết. Hầu như tôi đang vào cái shop chứ tôi có phải vào cái nick đâu. Cái nick bằng này không khác gì cái shop Garena luôn anh em. Đồ gì cũng có hết. Này, hộp này, anh em thấy hộp sống nó sưu tập anh em này. Nó quay ra rồi ấy, rồi nó còn dưới ấy, nó xem anh em xem nó bỏ trong kho đồ này. Đấy, tôi kéo nửa ngày vẫn chưa hết luôn anh em. Đấy, đó. Đấy, các cái gói đồ này, gói đồ nó chưa mở nha anh em. Đồ trong kho đồ nó là một phần rồi, nhưng mà ở trong này nữa này, anh em xem này, nó chưa mở đâu. Đó, anh em thấy giống như cái shop chưa? Đấy. Tôi mượn ặc bằng ni mà tôi ặc lực dễ sợ luôn anh em à. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, đây. Cái bằng vẽ chỉ tạc mà bằng này bằng cũng phun kho đồ luôn anh em. Thẻ đổi tên 15 thẻ, hộp 8 hộp. Trời ơi dễ sợ thật anh em à. Rồi. À đây, rồi ta chuyển qua nhân vật nam anh em. Nhân vật nam thì tôi lược nhanh cho anh em xem nha. Đây. Đây, bộ đồ hôm trước tôi làm clip đây anh em ơi. Trời ơi, anh em xin chưa? Thấy chưa? Nhìn cực kỳ xịn sò cho anh em. Rồi tôi lược nhắn này. Đây. Kho đồ nam vẫn nhiều nha anh em. Kho đồ nam của bạn này là 19-10. Vậy là so kho đồ nữ đấy. Bạn này là chơi hề bê đế luôn anh em à. Nam nữ gì chơi hết. Đấy. Nam nhưng mà vẫn nhiều. Đấy. Tôi nghĩ bạn này bê đế chắc rồi anh em ơi. Bê đế chứ làm sao mà khủng như thế này được anh em. Đấy. Đồ giả xóa này anh em này. Bộ quỷ kiếm giả xóa. Bộ này tôi thích nhưng mà hồi xưa tôi quay hơn cả triệu bạc nhưng không ra anh em à. Nhưng mà tôi nhìn cái kho đồ của bạn này mà tôi khiếp luôn anh em ơi. Đấy, rồi ta về phần mặt. Phần mặt này anh em, tôi lược nhanh cho anh em xem này. Đấy, phần mặt này. Đấy, trời ơi, đầu ga bực bội này. Áo rùa, áo đồ. Đây, phần áo nha anh em. Áo gì bạn này cũng có hết. Anh em thích áo gì cứ comment vào bên dưới. Tôi sẽ bằng bluetooth qua là anh em nhận được thôi. Đây, phần áo cũng nhiều anh em thấy chưa? Nãy giờ mà tôi lược 3 ngày gọi gòm trong 15 phút
mà anh em xem, anh em xem là chỉ có mỏi mắt luôn. Anh em mà nãy giờ mỏi mắt chưa? Đấy, về phân quân này. Đấy. Kính chưa anh em? Đấy. Đó, phân quân này. Quân gì cũng có anh em nha. Quân xịt vẫn có nha. Dây nha anh em. Đấy. Đó, anh em thấy chưa? Đó, trời ơi, kho đồ cực kỳ giàu anh em ơi. Kho đồ biết bao nhiêu người mơ ước. Và cái ạc của này, tôi nhắc lại một lần là cái ạc của này nạp đến 200 đến 300 triệu rồi anh em ạ. Rồi, về hành động này. Anh em nhìn hành động xin so con ba nhà bò chưa? Thấy chưa? Hành động toàn hành động kiểu hành động VIP ấy. Hành động của sống nâng cấp ấy, anh em. Rồi, clip công dân tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video nha. Chúc anh em một ngày mới thật là tuyệt vời. Anh em nhớ like và subscribe giúp mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em nha. Bye bye.